Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup Claim 20 Top Cần Unicat. Từ dán Unicat chấm financing nha các bạn. Thì để được claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình dán vào trình duyệt chi chocolate nha các bạn. Sau các bạn chọn kết nối bạn thì mình giới thiệu sơ qua con này thì con này có tổng cung có 500 triệu top cần các bạn. Hiện tại nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Hiện tại tổng số lượng người mua là 2.66 BNB nha các bạn. Hiện tại thì nó đang bán free sale, các bạn có thể mua min bay với chấm là 0.03 BNB và max là 50 BNB nha các bạn. Sau khi nó bán hết 350 BB nha. BNB này thì nó sẽ list sàn nha các bạn. Thì dự án này nó list cho các là nhiều sàn luôn các bạn, sàn PancakeSwap, sàn Huobi và sàn Binance luôn nha các bạn. Dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Thì để claim được thì các bạn bấm vào claim Unicat nha các bạn. Con này nó tiềm năng giống hệt như là con AFI các bạn. Các bạn sẽ tốn phí ra là 0.00056 BNB khoảng 0.2 đô các bạn. Các bạn bấm chấp thuận các bạn. Rồi. Ok, mình đã được thành công bạn. Để qua bên dưới chocolate mình check đi. Rồi, hiện tại dự án này có 1.906 holder các bạn. Nó có các bạn copy con sắt nó các bạn. Nó có tờ quýt và kênh seller đàng hoàng nha các bạn. Nhưng dán này mình khá là ngon đó các bạn. Và bạn dán vào nữa các bạn. Rồi bạn mở ra nè các bạn. Các bạn sẽ thấy được 20 UCAT nè các bạn. Rồi tiếp tục mình claim tiếp một con nữa nha các bạn. Con thứ hai mình giới thiệu cho bạn là con. Con này là tên là Hello các bạn, từ dự án Hello Swap. Dự án này mình sẽ qua các bạn. Nó còn 22 ngày nữa đang bán hàng trên free sale. Nó sẽ list sàn PancakeSwap các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cũng copy phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn dán vào trình duyệt tab nữa. Những dự án này các bạn claim đi thật lỗ lá vậy các bạn. Sau khi các bạn dán vào trình duyệt chocolate xong thì mình coi xương qua các bạn. Phôi. Rồi, các bạn bấm vào claim iDrop nữa các bạn. Bạn bấm kết nối nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.005 BNB, tổng số tối đa là 0.2 đô các bạn. Giá trưa này mà phí gà của BNB claim hơi tăng. Sau khi claim xong thì bạn bắt đắp lên nha các bạn. Qua trang BC sẽ cần chat tiếp nha các bạn. Các bạn nhắn vào đây nè. Chưa dễ các bạn. Vô hello. Ok, mình đã về được 200 top cần hello nữa các bạn. Con này tổng cung rất là thấp các bạn. Có 400 triệu top cần hello. Rồi các bạn copy con sắt của nó nè. Các bạn nhắn vào gì chứ chocolate mình nè. Rồi. Các bạn sẽ mở ra, các bạn sẽ nhận được 200 top cần hello swap nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con top cần Unicat và con hello đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.